Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Tính ra thì mình đã đồng hành với cả FPT Playbox được khá nhiều năm rồi đấy. Mình sử dụng từ những phiên bản đầu tiên và bây giờ đã là phiên bản FPT Playbox Plus 2020. Nhân vật chính cho cái video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ và đánh giá. Thì thực sự nó là một cái thiết bị đã thay đổi đi rất nhiều những cái trải nghiệm của mình với FPT Playbox. Vậy thì nó sẽ có những cái gì và liệu các bạn có nên mua nó hay là không? Đánh giá kỹ hơn trong cái video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu. Mình có thể nói luôn và nhanh một điều như sau. Nó là một thiết bị sẽ giúp biến tất cả những thiết bị có thể hiển thị được của các bạn trở thành một chiếc Smart TV. Bởi vì nó hỗ trợ cả HDMI và bởi vì nó hỗ trợ cả cái chuẩn RCA cho những chiếc TV gọi là CRT màn hình lồi ngày xưa luôn ấy. Vậy nên nếu như bạn mà đang ở dưới quê mà muốn mua một cái món quà tặng cho bố mẹ sử dụng những cái chiếc TV đời rất cũ từ ngày xưa rồi thì vẫn có thể sử dụng cái bọc này và nó sẽ giúp các bạn có những trải nghiệm smart nhất, thông minh nhất, xịn sò nhất. Tất cả những phụ kiện đó đều đã được tặng kèm sẵn bên trong cái hộp khi các bạn mua cái mẫu sản phẩm này rồi. Nên ok, bỏ qua luôn những cái vấn đề rườm rà như thế nhá. Quay trở vào với chiếc FPT Playbox Plus thì đây là cái thiết kế của nó. Các bạn có thể thấy là nó rất là nhỏ và nó tương đương hoàn toàn với cái thiết kế của những thế hệ trước đây. Nó vẫn sẽ có đầy đủ jack mạng, jack âm thanh cổng quang, jack 3.5mm hay là jack HDMI đủ hết. Thậm chí bên cạnh không còn được bổ sung thêm một cái cổng USB 3.0 để giúp các bạn có thể kết nối đến những cái ổ cứng di động bên ngoài, chép phim vào và chúng ta xem phim thông qua cái bọc này một cách nhanh hơn, load file mọi thứ ấn tượng hơn. Và đương nhiên với cái cổng USB 2.0 còn lại, các bạn vẫn có thể kết nối đến chuột và bàn phím một cách cực kỳ dễ dàng. Tức là xét về cái khả năng kết nối, khả năng sử dụng và cái sự gọn nhẹ của nó thì nó thuộc dạng vô địch rồi. Mình thì không kiếm được trên thị trường có cái mẫu TV box nào gọn hơn và nó có đầy đủ những cái trải nghiệm như cái bọc này luôn ấy. Nên thôi, bỏ qua luôn nhá. Rồi, và đến phía bên trong thì cái điều đầu tiên nó đập vào mắt các bạn đấy là giao diện nó quá quen thuộc luôn. Bạn nào mà đã sử dụng những cái thiết bị FPT Playbox thì cái này nó quá quen thuộc rồi nên mình không cần phải nhắc lại nhá. Cái mà mình cảm nhận thấy rõ ràng nhất đó là nó cực kỳ mượt. Nó mượt một cách kinh khủng luôn và như các bạn có thể thấy mình bấm mình chuyển qua tất cả những cái thao tác này nó nhanh một cách không thể nào đỡ nổi luôn. Nó nhanh nhanh kinh khủng, lốt vào những cái file 4K ở đây nó nhanh nhanh kinh khủng đấy, các bạn thấy chưa? Nó nhanh ghê chưa? Đó. Đấy. Và có một cái hay đấy là mình cũng đang sử dụng cái mạng của FPT ở cái studio này. Thế nên kể cả các bạn có load cái file video 4K, file phim 4K ở đây ví dụ như là cái này đi, các bạn thông cảm mình không dám mở to đấy. Thì mình có kể cả load cái chất lượng 4K là 2160p luôn đấy. Đấy, mình tua này, mình kéo này. Đó, các bạn nhìn đi, nó nhanh chưa? Đang load file video 4K đấy các bạn nhé. Mà chất lượng của nó thì cực kỳ xịn sò luôn. Tại vì đây đều là những đồ có bản quyền. Mọi thứ từ âm thanh, khả năng hiển thị, mọi thứ đều tuyệt vời luôn. Hay ví dụ mình chuyển sang một cái phim khác đi. Đây đây, cái vật đồ chồng thì đây mình cứ bấm bừa thôi. Các bạn nhìn nó load một cái file video 4K đấy. Nhìn nó đã chưa? Đó, đó chính là cái mà mình đánh giá rất cao từ cái khả năng xử lý của cái box này dẫn đến cái khả năng khi mà kết nối mà stream những cái file phim cho dù là độ phân giải 4K thì nó cũng đều đáp ứng một cách cực kỳ ngon lành dành cho các bạn. Có cái màn hình 4K xịn sò nữa nhỉ? Tuyệt vời luôn đấy. Rồi, hãy nói đến những cái trải nghiệm khác nữa đi. Thì nó sử dụng Android TV và đây là một trong những thiết bị đầu tiên và theo như mình được biết nó là mẫu đầu tiên ở châu Á, phiên bản gọi là chính thức luôn đấy, sử dụng cho mình cái hệ điều hành Android TV 10, phiên bản 10 đây, các bạn thấy chưa? Thậm chí phiên bản vá bảo mật của nó còn là ngày 5 tháng 4, tức là một trong những phiên bản rất là mới. Các bạn phải lưu ý đây là TV box, nó sẽ khác so với Android trên những chiếc smartphone và được cập nhật chỉ cách đây khoảng vài tháng thì nó thuộc dạng rất mới rồi. Và rõ ràng với phiên bản Android 10 thì nó có tất cả những thứ gọi là xịn sò nhất của Android trang bị vào đây. Mình thì mình thích một cái ở giao diện trên cái FPT Playbox này đấy là nó cập nhật luôn cái chỉ số không khí ở đây. Đấy, các bạn thấy chưa? VNAQI 68 ở quận 8 này thì nó sẽ giúp cho mình biết được cái là không khí trong khu vực mình đang ở như thế nào. Nói chung là rất là ok. Bỏ qua cái vấn đề đó đi. Và đương nhiên nó cũng sẽ được hỗ trợ bởi Google Assistant. Mấy giờ rồi? Đó. Mở nhạc trên Spotify. Đó. Mở nhạc luôn.
mọi thứ đều rất mượt mà. Các bạn phải hiểu là khi mà mình nhìn vào những cái hiệu ứng chuyển cảnh các thứ, không dám mở nhạc. Mở nhạc ăn bản quyền chết luôn, nên là anh em thông cảm. Đó, khi mà mình sử dụng những cái thao tác trên nó mượt một cách kinh khủng luôn, và mình không bao giờ phải suy nghĩ đến việc đấy là nó bị delay, bị lag hay bị trễ gì cả. Và đương nhiên bởi vì nó là Android TV, thế nên các bạn có thể có một cái kho ứng dụng ở đây để chúng ta có thể tải về mọi thứ trên Google Play Store. Nói chung là không bao giờ có bất cứ một cái giới hạn gì cả, và tất cả những cái ứng dụng này đều được cấp gọi là bản quyền hẳn hoi luôn. Thế nên nó có đầy đủ hết tất cả mọi thứ để các bạn có thể tải về từ game, từ app, từ phim, từ rất nhiều những cái dịch vụ stream trên đây. Nói chung là không thiếu một cái gì cả. Nên các bạn có thể nói là yên tâm khi mà trải nghiệm cái TV Box này giống như một cái Android TV Box thông thường. Và đương nhiên cái hay của nó thì chính đến từ cái FPT Play này với rất nhiều dịch vụ kèm theo. Mình có thể kể đến ví dụ như các bạn có thể xem truyền hình vô số kênh luôn, phải gọi là không thiếu bất cứ một kênh gì cả. Tổng cộng tới mấy trăm kênh, không thể nào mình xem nổi hết luôn, và nó chia ra rất nhiều những gói khác nhau. Các bạn có thể tìm thấy trên này. Và mình phải khẳng định lại một lần nữa, bởi vì nó là đồ có bản quyền, thế nên là độ nét thì khỏi phải nghĩ đi, và tốc độ load và mọi thứ nó không có gì mình phải phàn nàn đó. Nhưng cái chất lượng ở đây thì các bạn có thể thấy, thậm chí có một cái option riêng là mạng FPT này, nó khuyên dùng này. Nhưng mà chưa phải là hết đâu, chúng ta còn có những cái nền tảng khác, ví dụ như là HBO Go là một trong những dịch vụ mình đánh giá rất là cao nếu bạn là một người nghiền phim, bởi vì trên này có quá trời phim luôn, series phim, phim bộ các thứ, nó không thiếu một cái gì cả. Và những cái phim mà VIP như này, ví dụ như cái gì đó, Khách Không Mời, Vòng Tròn Tử Thần, nghe tên đã thấy hấp dẫn rồi nhỉ, xem luôn, xịn sò kinh khủng luôn. Đương nhiên các bạn phải mất tiền để mua gói những cái này. Đấy, ví dụ như mình tua này, các bạn thấy nó lốt kinh khủng chưa, mình tua tiếp phát nữa cho các bạn xem nhé. Tua này Piu, không có độ trễ luôn, các bạn thấy nó phản hồi nhanh chưa. Thực sự tốc độ là một cái mình thấy quá bất ngờ trên cái FPT Play Box Plus 2020 này luôn. Nhưng mà thôi, bỏ qua cái vấn đề này, mình thì đang xem lại cái John Wick này. Hay kinh khủng luôn, mình vẫn thích xem cái series đấy. Ngoài ra thì đương nhiên nó sẽ còn có một vài những cái gọi là dịch vụ đặc trưng riêng của FPT. Ví dụ như Edumon, nó sẽ là những cái clip nhỏ nhỏ để giúp các bạn có thể nấu nướng, để giúp các bạn tập luyện các thứ ở nhà hợp lý hơn, mọi thứ đều rất là dễ dàng. Và nó sẽ có rất nhiều những bài tập ở đây, các bạn có thể theo dõi và học tập theo. Hay đúng không? Đặc biệt lại còn có một cái này chắc là các bà ở nhà cũng thích kinh khủng luôn, Shopping TV, mua sắm luôn trên cái FPT Play Box này. Thế nên tổng kết lại với cái FPT Play Box Plus 2020 này thì xét về nhiều yếu tố thì mình không tìm ra được một cái điểm gì để mà mình chê cái mẫu TV Box này cả. Bởi vì sao? Bởi vì từ thiết kế của nó gọn gàng, đẹp, từ tốc độ của nó rất nhanh, từ cái dịch vụ của nó là Android TV bản xịn sò, có bản quyền hẳn hoi, đều ok. Hay là những cái dịch vụ bên trong này như phim 4K, HBO Go, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Rồi những nội dung độc quyền của FPT Play, ví dụ như Edumon, mua sắm trên đó, xem TV truyền hình, mọi thứ đều rất nhanh. Cái đặc biệt hơn nữa là cái khả năng load file và cái tốc độ stream những cái video từ nền tảng xuống, nó nhanh một cách bất ngờ luôn, thì nó quá ok, quá ấn tượng rồi đúng không? Đương nhiên, cái này nó sẽ hỗ trợ được tốt cho kể cả những thiết bị có độ phân giải lên tới là 4K. Nên nếu như bạn nào mà đang sở hữu những cái màn hình TV lớn hay màn hình máy tính lớn thì sử dụng nó khỏi phải chê luôn bất cứ một cái điều gì. Anh em nào mà nghiền phim thì cứ phải gọi hết sảy của bà bảy với cái này luôn. Chưa kể, điều khiển bằng giọng nói cũng quá ngon luôn. Thực ra còn điều khiển được cả những thiết bị smart home trong nhà luôn cơ. Nhưng bởi vì nhà bên kia mình không dám điều khiển, vợ chửi chết. Thôi, thử một vài những câu lệnh đơn giản để các bạn có thể thấy được cái khả năng nhận biết giọng nói của cái FPT Play Box này là như thế nào mà thôi. Theo như mình được biết, nó hỗ trợ tốt cho cả 3 giọng vùng miền ở Việt Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều ok hết. Ổn đúng không? Nói chung, chưa đến 2 triệu, thực ra khoảng tầm 1 triệu mấy thôi cho cái Play Box này. Quá ngon. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.